Hello, chào bạn, chào mừng bạn trở lại với Juni Supercar Vlog. Hôm nay thì Juni sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc xe máy, xe tay ga hoàn toàn mới đến từ thương hiệu Yamaha. Đó chính là chiếc Yamaha NVX155 hoàn toàn mới đời 2021 với rất nhiều nâng cấp đáng chú ý. Và từ 2021 thì đây Yamaha NVX chỉ bán với một phiên bản là 155cc và sẽ bỏ phiên bản 125cc. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay lại và khám phá xe Yamaha NVX 125 à 155 2021 có những cái điểm gì đặc biệt đáng chú ý nhé. Xe rất được nhiều người quan tâm đến từ thương hiệu Yamaha, từ đời 2021 thì sẽ chỉ có một phiên bản thôi, chỉ còn 155 và sẽ bỏ 125. Đây là phiên bản GP này các bạn, đó rất đẹp luôn. Mình quay ngay tại sân cấu cho các bạn chiêm ngưỡng. Cái phần đầu nghĩa là thay đổi nhiều nhất đó, các bạn nhìn cái cụm đèn pha LED này được thiết kế tinh chỉnh lại và vút ngược ra phía trước, vút ngược ra sau, đó, vút ngược ra sau kéo dài ở đây. Đặc biệt là phiên bản này thì có thêm đó, mỗi bên sẽ có hai cái dải đèn LED định vị ở đây này, nhìn trông rất là gấu luôn, rất là ngầu luôn. Cái phần dưới này cũng được làm lớn ra, rộng ra, các bạn nhìn hai cái phần này nó được mở rộng ra, nhìn trông rất là gấu luôn. Siêu xe tay ga của Yamaha đó, mỗi bên là hai cái bóng LED này, các bạn nhìn thấy quan sát này, đó hai cái bóng LED và phần này được mở rộng. Đây là bộ tem GP 155 liquid coolant với NVX 155 thì đều là phanh đĩa đơn phía trước và ABS, và ABS thuộc nó được tinh chỉnh lại rồi, cũng phanh với phanh đĩa phía trước 320mm. Chỉ để chân đã được tinh chỉnh lại so với đời cũ, mở rộng hơn và làm vuốt ngược ra phía sau như này. Phần chỗ này có chi tiết kim loại này và hộp nhựa. Phần ngang của NVX thì bạn thể quan sát nó được thiết kế theo phong cách của hình chữ X đó, các bạn thể tưởng tượng ra hình chữ X ở đây đó. Khá đẹp luôn, không cần để máy, chỉ cần mở máy là thành kết nối rồi. Yên xe cũng được, yên xe cũng đã được làm mới các bạn nhé. Phần yên xe đã được làm mới với chất liệu mới, phần lót ở bên trong cũng được làm mới, giúp êm hơn, mượt hơn và nó được chia làm hai tầng. Cái tiết diện của phần yên trông có vẻ nó to hơn, vị trí này nó có vẻ to hơn các bạn. Đường chỉ màu trắng tương phản trên cái nền màu đen. Đó, yên xe rất là thể thao luôn. Thịt nhựa này nó hai bên thịt nhựa chữ N bích dập nổi này, cái phần này cũng đã được làm mới nhìn rất đẹp hơn. Ở đây thì chúng ta có màn hình 5.8 inch với tích hợp thêm chức năng Wi-Fi Connect, đó, kết nối trực tiếp với điện thoại thông minh qua cái ứng dụng app Wi-Fi Connect. Nó sẽ giúp cho người dùng có thể xem được nhiều thông tin hơn về xe, thay nhớt này, định vị xe này, nói chung là nó cũng khá là giống với My Honda cộng, My Honda Plus. Đó, hai cái công nghệ này có lẽ là hai hãng này cũng sẽ cạnh tranh nhau về công nghệ. Đây là phiên bản, có lẽ là phiên bản Limited Edition sản xuất giới hạn, với cái được bổ sung thêm một cái chi tiết chắn gió dành cho tay nắm này, rất giống với những chiếc Adventure luôn nhá. Đây là phiên bản Limited, sản xuất Limited. Nhìn thấy hai bên có hai thêm hai cái chắn gió cũng là chắc chắn chính hãng Yamaha luôn nhá. Phần đầu cũng được làm nhiều chi tiết nhựa, một nhựa nhám này, nhựa đen một nhám đó. Mặt nạ thiết kế kiểu mới gấu hơn, có phiên bản GP thì rất là gấu luôn. Với phong cách xanh trắng này là không phải là trắng hẳn, là trắng đục hơi sáng một chút, đây thì ánh sáng hơi yếu nên mình không rõ được. Đây là phần đuôi, cái cụm đèn LED cũng được làm mới này, đó, cái cụm đèn LED ở đây cũng đã được làm mới, trông nó tinh tế hơn và đặt cao hơn, vuốt gọn hơn. Phần đuôi được làm thon gọn, tuy nhiên hai cái phần ở dưới, cái phần động cơ và cái phần bình xăng, ống xả này, nó vẫn được làm mở rộng ra nên nhìn cái phần toàn bộ tổng thể thân xe nó vẫn khá là to. Và, wow, đặc biệt là cái phát gắn biển số này làm rất lớn luôn các bạn nhé. Đây, hệ thống lò xo, giảm sóc phía sau, lò xo phía sau với bình dầu màu vàng trông như hin luôn các bạn nhé, nhìn rất đẹp luôn, rất thể thao, rất phong cách thể thao. Đây là cuộc đối xứng hai bên.
Đây là khối động cơ Bluecore VVA 155 với cải tiến tiết kiệm nhiên liệu cũng như tỷ số nén đã được tăng so với phiên bản cũ. Tỷ số nén trên phiên bản mới đã được làm lớn hơn so với đời cũ. Đây là bánh sau với tiết diện khá là lớn các bạn ạ. Bánh sau trên đầu với cái tiết diện rất rộng. Đây mình xem thông số của nó là 140/70 và mâm là 14 inch các bạn nhé. Phiên bản GP Limited này thì được vành sơn đen, vành sơn màu xanh. Đó, vành sơn màu xanh. Đây còn có các chi tiết carbon này các bạn. Ốp động cơ với các chi tiết carbon nhìn đẹp luôn. Dung tích bình nhiên liệu là 25 lít. Sau khi cái chìa khóa này là cái gì nhỉ? Cái dung tích này là 25 lít các bạn nhé. Đó, motorcycle connect có lẽ là cái điểm phát cái kết nối với điện thoại nó sẽ nằm ở trong cái cụm này. Đây các bạn nhìn thấy chữ motorcycle connect Yamaha. Bình xăng được tăng thêm 0,9 lít lên mức 5,5 lít. Cái bình xăng sẽ xuất hiện ở đây, nắp bình xăng ở đây. Đây các bạn thấy cơ công nghệ này, Y Connect của Yamaha. Motorcycle Connect. Thì cái màn hình này nó có thể hiển thị tin nhắn, cuộc gọi này, email này và rất nhiều cái thông tin khác nó sẽ hiển thị ở trên này. Đây các bạn này, có cái chữ app này và cái mức pin của chiếc điện thoại này luôn các bạn nhé. Đó, đang kết nối Wi-Fi Connect này và kết nối cả với GPS luôn. Dựa vào cái GPS của điện thoại kết hợp với xe thì các bạn sẽ định vị được xe của các bạn đang ở vị trí nào, sau đó các bạn tìm xe dễ hơn. Chẳng may bị trộm thì dựa vào cái công nghệ GPS này nó có thể tốt hơn. Đây các bạn nhìn thấy cái vị trí này, cái phần này nó được làm đẹp. Đó, từ cái góc nhìn này thì các bạn sẽ thấy nó sự hầm hố của chiếc NVX này. Đó, hai cái phần hai bên nó được mở rộng ra tạo thành cái chắn cho các bạn khi các bạn để chân vào đây. Đó, khi các bạn để chân vào đây nó sẽ có một cái phần này nó chắn cho các bạn, bảo vệ cho các bạn. Mặc dù cái chi tiết để trang bị bình xăng đây nó khá là to. Đó, cái vị trí để chân cái phần này được làm lõm vào này các bạn nhé. Đó, mới, khá là mới rồi. Từ góc này phải nói là chiếc NVX này rất là đẹp luôn, với hai cái chi tiết chắn này. Phiên bản Limited này vừa nãy thì không báo giá, tuy nhiên với NVX 155 VVA thì có giá là 53 triệu đồng đời 2021 và sẽ không có phiên bản 125. Đây tổng thể chiếc NVX 2021. Đẹp luôn, phần đầu phong cách adventure rất là hầm hố, rất đẹp luôn. 53 triệu đồng. Còn đây là phiên bản GP, chắc giá nó cũng sẽ chênh một chút so với phiên bản tiêu chuẩn. Có ABS động cơ 155. Quan sát rất đẹp không?